Ở đây thì tôi cũng định nói thêm chút xíu. Thì giống như bắt đầu thì chúng tôi chỉ có được nhận được cái thông tin báo của một người đó. Qua thông tin thì chúng tôi có thêm thông tin. Do đó thì chúng tôi có phối hợp để chúng tôi làm rõ, thu thập tài liệu thì có hai em khác thì từ trước đây thì ở trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng mà sau quá trình thời gian được sàng lọc đã chuyển đi cái đơn vị khác, cụ thể là chuyển về cái trung tâm giới thiệu việc làm bên Gò Vấp. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Gò Vấp thì chúng tôi mới có làm việc được và thu thập được thông tin. Cho nên là có được cái thông tin đó thì chúng tôi cũng phải nhờ cái sự hỗ trợ của bên sở lao động xã hội và trung tâm bảo trợ xã hội mình chịu. Còn về mặt thủ tục á, khi làm việc với các em mà bị hại là vị thành niên thì báo cáo với các anh chị là chúng tôi làm đúng theo quy trình của pháp luật. Ngoài cái người bảo hộ giám hộ trực tiếp là cha mẹ của các em thì chúng tôi có mời thêm một luật sư nữ, đó là trưởng cái chi hội bảo vệ của trẻ em của cấp thành phố cùng tham dự chúng tôi, cùng giám sát trong cái buổi làm việc. Và buổi làm việc đó cũng có sự giám sát của viện giám sát nhân quyền, báo cáo là các anh chị biết. Xin cảm ơn đại tá Nguyễn Hoàng Anh. Như vậy là chúng ta đã nghe phần trả lời của Sở Lao động Thương binh Xã hội Công an thành phố liên quan đến ba cơ quan báo chí thuộc vào năm ngành vấn đề. Xin mời các câu hỏi tiếp theo. Alo, dạ, em là người trên báo tuổi trẻ, em tên là Vũ Thị, em xin ra đặt câu hỏi với Sở Lao động Thương binh Xã hội. Theo quốc gia hỏi thêm về cái vấn đề mà bảo đảm an toàn cho các bé được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Thì theo như mà chúng ta đã thấy sự việc thì là cái việc bảo đảm an toàn cho các em nó không còn nhiều nữa không? Thì em muốn hỏi là cái việc bảo đảm cơ sở vật chất của trung tâm bảo trợ xã hội hiện nay là các trung tâm khác có bảo đảm hay không? Cái việc bố trí phòng ốc như thế nào và hay và có lắp đặt camera theo dõi hay là có những cái biện pháp khác hay không? Và thêm một vấn đề nữa là cái việc mà quản lý chăm sóc các em gái thì nó có đặc thù hay là có điểm khác biệt gì không so với các em nam giới khác? Em xin hết. Cảm ơn quý vị. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Tôi là Thu Hằng, tôi là phóng viên của báo Viên Thần Viên. Tôi cũng có câu hỏi là thì liệu là cái như đối với ông Thắng và sau cái quá trình làm việc với ông Dũng thì liệu trước khi cái vụ việc này bị phát hiện thì trong suốt cái thời gian công tác tại trung tâm ông Dũng liệu có thực hiện cái hành vi này với nhiều người hơn và đã có nhiều nạn nhân hơn không? Ngoài ra thì đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội thì có một cái cuộc thanh tra rà soát nào trên toàn bộ các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm hỗ trợ xã hội hoặc là các nhiệm vụ tương tự trên địa bàn để đảm bảo là không có những vụ việc tương tự hay không? Xin mời câu hỏi 3, chủ tịch 2. Dạ. Có câu hỏi nào đặt thêm đấy chủ trì được không ạ? Em ạ. Xin mời. Em là Hoàng Phương, phóng viên báo Lao Động. Em muốn hỏi một câu, đó là nhiều bé gái ở trung tâm xã hội được xâm ô bởi một cán bộ trung tâm ạ. Vậy trách nhiệm của lãnh đạo được người và người đứng đầu của trung tâm này sẽ trách nhiệm như thế nào? Hay là mình chỉ xử lý riêng cái đối tượng Dũng ạ? Cảm ơn Phương. Tôi có thêm một câu hỏi nữa cho ông Sơn của Sở Lao động Thương binh Xã hội. Về cái trung tâm hỗ trợ xã hội này thì trong cái thời gian trong khoảng 5 năm trở lại đây thì trung tâm này có rất là nhiều vụ bị phát hiện như là tham nhũng rồi trước đấy thì cũng có những cái vụ liên quan tương tự là ví dụ như là bớt kém thức ăn của trẻ em thì không biết là Sở đã có cái công tác trong suốt cái thời gian qua thì có cái quá trình thẩm tra này kiểm tra cái đơn vị này như thế nào để khi mà để khiến cho cái tác đối tương tự nó liên tục xảy ra, đặc biệt là liên quan đến cái công tác tuyển chọn cán bộ rồi là kiểm tra cán bộ liên tục đảm bảo chất lượng cán bộ đã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và lấy đạo đức yêu cầu. Cảm ơn ạ. Xin mời Thu Hằng. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của ba phóng viên đến từ ban tổ chức. Kính thưa tất cả các anh chị, thì có những câu hỏi liên quan đến Lao động Thương binh Xã hội thì xin phép là Sơn sẽ trả lời hai ý, còn tại thì đồng chí phụng trưởng phòng bảo trợ sẽ trả lời.
Kính thưa các anh chị, thì đối với vấn đề tuổi trẻ, biện pháp an toàn cho các trẻ vào các trung tâm hỗ trợ xã hội cũng như là tham gia như thế nào, thì báo cáo các anh chị thì với 18 cơ sở hỗ trợ thì hàng quý sở đều có những cái giao ban để làm sao đó để vừa kiểm tra cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng, vừa lắng nghe những cái khó khăn của đơn vị để cùng nhau để làm sao đó mà cái công tác chăm sóc các em được tốt hơn. Báo cáo các anh chị thì ngày mai sáng mai thì lãnh đạo sở sẽ có buổi làm việc với các cơ sở hỗ trợ xã hội, thì trên tinh thần là làm sao đó qua một cái sự việc thì cũng sẽ cùng với nhau để làm sao đó đề nghị tất cả đơn vị ra soát để đảm bảo sẽ tốt nhất đối với các em. Thì giống như trong cái chỉ đạo của sở, có báo cáo với lãnh đạo thành ủy, ủy ban là phải làm sao đó tăng cường cái việc mà quan tâm chăm sóc các trẻ được nuôi dưỡng ở các cái trung tâm này. Rồi cái thứ hai, đối với cái việc mà về tham gia thì báo cáo anh chị thì nữa chị cũng sẽ nói thêm đối với chỗ hỗ trợ xã hội, hồi nãy chị cũng có nói về hiện nay đang tiến hành tham gia đối với trung tâm hỗ trợ xã hội, cũng sẽ cung cấp thêm các anh chị. Đối với cái việc mà lãnh đạo trách nhiệm của cái lãnh đạo trung tâm hỗ trợ xã hội thì giống như Lầu Sơn đã nói, đã chỉ đạo là ngay lập tức là ban giám đốc trung tâm phải có cái kiểm điểm của tập thể là rồi tiếp tục là làm kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân trong ban giám đốc, kiểm điểm rà soát kiểm điểm đối với từng ca trực. Với các anh chị thì cũng xung thông báo thêm thì mỗi ca trực của trung tâm là khoảng 11 đến 12 người trong một đêm, trong đó giống như là nãy thì mình có nói có cả lãnh đạo và tất cả các phòng ban của cái trung tâm 12 người để mình phối hợp trực đêm. Thì như vậy thì trách nhiệm của sở là quyết liệt kiểm điểm trách nhiệm của từng người trong cái ca trực nữa, chứ không phải chỉ dừng ở lãnh đạo không, và sở làm quyết liệt và kết quả sẽ có báo cáo lại với lãnh đạo thành phố và sẽ thông qua trung tâm thông tin báo chí sẽ cung cấp cho các anh chị. Để tiếp theo thì chắc mời Chính phủ sẽ thông báo thêm, cung cấp thêm liên quan đến cái công tác mà thanh tra mình đang làm. Chị ơi, để khỏi phóng viên khỏi phải di chuyển nhất, chị đứng ở chỗ này. Như vậy thì có hay không cái việc cắt xén bớt cái khẩu phần ăn cho đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm hỗ trợ xã hội, thì vấn đề này chúng tôi xin được báo thêm là hiện nay cái đoàn thanh tra chúng tôi đang làm việc và khi có kết luận thì chúng tôi cũng sẽ có cái thông tin chính thức. Vấn đề thứ hai là liên quan đến ý kiến của các anh chị phóng viên về việc kiểm tra thanh tra đối với trung tâm hỗ trợ xã hội, thì báo cáo các anh chị là không riêng gì trung tâm hỗ trợ xã hội mà sở lao động thương binh xã hội chúng tôi có
có kế hoạch đi kiểm tra giám sát, đi thanh tra định kỳ các cái đơn vị. Và cái sự việc đáng tiếc vừa rồi xảy ra thì xin báo cáo các anh chị là thông qua thanh tra kiểm tra thì rõ ràng là không phát hiện được, không phát hiện được, mà do cái nguồn tin của các anh chị phóng viên tiếp nhận từ đơn tố cáo và do cái sự phản ánh của người thân của trẻ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi không nhận trách nhiệm của mình, có nghĩa là từ bản thân chúng tôi phải tự kiểm tra, rà soát. Và riêng đối với Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, trong những năm gần đây thì chúng tôi có những cái cuộc thanh tra định kỳ. Nếu các anh chị cần thêm thông tin thì chúng tôi cũng sẽ có cái báo cáo bằng văn bản sau gửi cho các anh chị. Riêng trong năm nay thì Phòng Hỗ trợ Xã hội có tiến hành đi kiểm tra giám sát định kỳ của năm 2019. Và hiện nay thì chúng tôi là thành viên của cái đoàn thanh tra, đang tiến hành thanh tra đơn vị theo cái thông tin phản ánh của một số anh chị phóng viên về bữa ăn và về tình hình chăm sóc quản lý đối tượng tại đơn vị. Về cơ sở vật chất để đảm bảo cho đối tượng thì theo đánh giá của cơ quan quản lý thì chúng tôi nhận thấy đối với cái đặc thù đối tượng của chúng ta là lưu trú tạm thời, với cái thời gian lưu trú ngắn như vậy thì tình hình cơ sở vật chất hiện nay thì cũng cơ bản là đáp ứng được. Vấn đề thứ hai là camera giám sát thì báo cáo với các anh chị là theo lộ trình thì đơn vị cũng đã tiến hành lắp đặt camera giám sát, phải thông qua cái thủ tục đấu thầu và đến nay thì cũng đã thực hiện. Trong thời gian tôi tham gia thanh tra tại đơn vị thì tôi cũng có ghi nhận cái việc lắp đặt cái hệ thống camera để hỗ trợ cho việc giám sát trong công tác chăm sóc quản lý đối tượng tại đơn vị. Xin hết.